Mẫu xe thuần điện VinFast VF8 vừa cập nhật thêm chính sách bán hàng mới từ 26 tháng 10 năm 2022 với nhiều ưu đãi đáng chú ý. VinFast mới đây vừa thông báo chính sách bán hàng mới nhất cho mẫu ô tô điện VF8 kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2022. Thay đổi lớn nhất trong chính sách bán hàng của VinFast từ ngày 26 tháng 10 là giá mua pin của VF8 chính thức giảm 50 triệu đồng, từ 384 triệu đồng xuống 330 triệu đồng. Chính sách này được áp dụng chung cho cả hai phiên bản VF8 Eco và VF8 Plus. Sau ưu đãi, giá bán kèm pin với khách hàng mua đứt pin của VF8 Eco và VF8 Plus lần lượt còn 1 tỷ 439 triệu đồng và 1 tỷ 619 triệu đồng, chưa bao gồm gói ADAS và Smart Services. Đặc biệt, với những khách hàng tiên phong ký hợp đồng đặt cọc VF8 trước ngày 1 tháng 9 năm 2022, VinFast dành ưu đãi mua pin với mức giá ưu đãi lên tới hơn 50% so với mức giá đã công bố. Cụ thể, giá bán pin với nhóm khách hàng này chỉ là 176 triệu, giảm tới 208 triệu đồng. Mức giá kèm pin với bản VF8 Eco bởi thế chỉ còn từ 1 tỷ 233 triệu đến 1 tỷ 285 triệu đồng, trong khi bản VF8 Plus ở mức 1 tỷ 413 triệu đến 1 tỷ 465 triệu đồng, tùy thuộc vào khoảng thời gian ký kết hợp đồng đặt cọc, từ ngày 6 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022. Với những khách hàng thuê pin, chính sách giá dành cho hai phiên bản VF8 Eco và VF8 Plus là không thay đổi. Về chính sách thuê pin, khách hàng mua xe từ ngày 26 tháng 10 năm 2022 được áp dụng gói cố định, sử dụng không giới hạn số km trên tháng, với mức giá 4.950.000 đồng trên tháng. Khách hàng được cố định giá thuê pin này suốt đời. Riêng khách hàng đặt xe trước ngày 1 tháng 9 năm 2022 vẫn được lựa chọn một trong hai gói thuê pin gồm gói linh hoạt giá 990.000 đồng trên tháng với mức phụ trội 1.980 đồng trên km và gói cố định ở mức 2.189.000 đồng trên tháng. Khách hàng được quyền chuyển đổi giữa hai gói cước, nếu thay đổi nhu cầu sử dụng với mức phí chuyển đổi là 4.120.000 đồng trên lần. Đặc biệt, với những khách hàng đặt cọc VF8, từ ngày 7 tháng 4 năm 2022 được thanh toán bằng một voucher VinHome đẳng cấp tinh hoa. Các chính sách thu cũ đổi mới và thanh toán bằng voucher sống xanh vẫn tiếp tục được áp dụng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.